Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 31, Tổ tông. Xem ra không bỏ lại người này được rồi. Trong lòng Yến Tam hợp suy xét mấy lần, rồi vung tay đi tới trước xe ngựa, vén rèm trèo lên. Tả Tam gia nhìn chằm chằm tấm rèm lắc lư một hồi lâu mới nói: "Xuất phát, vâng." mấy người chu thanh vừa muốn động đậy thì nghe thấy từ xa truyền đến một giọng nói nặng nề tả ngũ thập mẹ nó ngươi đứng lại cho ta có một người phi ngựa như bay chạy đến tả tam gia nhìn người tới thầm nghĩ tổ tông này sao lại tới đây rồi tổ tông này họ bùi tên tiếu tự minh đình đích trường tử của bùi thái y chủ của bách dược đường là bằng hữu nối khố của tả tam gia bùi tiếu xoay người xuống ngựa nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt tả chi phi nói ngươi định bỏ trốn với kỹ nữ nào hả? Tả Tam gia nhíu mày. Ngươi ngươi được tin tức từ đâu đấy? Sao? Bùi Tiếu nhìn y như khiêu khích. Vậy mà là thật đó hả? Tả Tam gia không tiện giải thích, ho khan một tiếng. Không phải như ngươi nghĩ, ta phụng mệnh đại ca ra khỏi thành làm việc vặt thôi. Bùi Tiếu nghiêm mặt. Thì ra tiểu kỹ nữ này không phải người của ngươi, mà là của đại ca ngươi. Ngươi gánh nổi thay đại ca ngươi sao? Bùi Minh Đình. Bùi Minh Đình đắm chìm trong quả dưa. Tà lão đại có gian tình. Hoàn toàn bỏ qua lửa giận không thể nhịn được trong mắt tà tam gia. Ánh mắt của đại ca ngươi, hẳn cũng không kém đâu nhỉ. Hắn liếc về phía xe ngựa tả phù. Ta đi xem thử. Ra đầu tả chi phi tê dại, vội vàng vươn tay bắt lấy, nào biết lòng bàn chân người nọ giống như bôi dầu, trượt còn nhanh hơn cả lươn. Họ bùi, ngươi đứng lại cho ta. Họ bùi lon ton chạy đến trước xe ngựa, sốc mạnh rèm cửa sổ xe lên. Hắn còn chưa nhìn rõ người trong xe vuông hay là tròn, thì đã bị đạp vào ngực một cái. Ui cha! Trong xe ngựa buông ra một tiếng cười gần, lại quăng ra một chữ. Cút! Bùi tiếu bị ngã bẹp, lại bị mắng. Cút! Không tin được quay đầu nhìn Chi Phi đang xông tới. Trước khi hắn nổi giận, tạ Chi Phi đã bịt miệng hắn lại, trong ánh mắt mang theo sư cầu xin. Tổ tông, ngươi biết ta sợ ai nhất mà, bùi tổ tông chừng hai con mắt to bốc hỏa thật sự là đại ca ngươi ư tả chi phi làm như không nhìn thấy thâm ý trong mắt hắn quay đầu ném cho chu thanh một ánh mắt chu thanh giơ tay lên xe ngựa chạy như bay tả chi phi lúc này mới vươn tay kéo bùi tiếu dậy giúp y phủi bụi trên người ta cố gắng đi sớm về sớm bùi tiếu nửa ngày mới thở ra một hơi đưa tay trọt mấy cái vào người hắn ca ca ngươi sao đột nhiên lại thích cái thể loại này thế thô lỗ quá. Tả Chi Phi chỉ có thể kiên trì chớp mắt, ta có thể làm gì được. Bùi Tiếu, quên đi, ra cho tên khốn kiếp nhà ngươi chốt mặt mũi. Tả Chi Phi, không biết nói tiếng người sao? Bùi Tiếu liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Đột nhiên, cổ sau bị tóm lấy. Ngươi làm gì vậy? Tả Chi Phi đè giọng nói. Thông báo cho quý gia, nghĩ cách mở quan tài của lão phu nhân ra xem thử quan tài có nứt ra hay không nếu bị nứt thì mau tìm cao nhân hóa niệm đi. Bùi tiếu sướng sờ nhìn hắn. Ta không phải nói đùa đâu, ngươi nhanh lên cho ta. Tả chi phi buông tay, nhẹ nhàng nhảy lên ngựa, kẹp hai chân đuổi theo xe ngựa phía trước. Phía sau truyền đến tiếng bùi tiếu nổi giận. Không phải nói đùa thì là cái quái gì chớ. Đồ khốn kiếp, còn muốn mở quan tài ư. Có ai điên như hắn không? Còn muốn ta mau lên nữa chứ? Không phải là muốn ta bị người quý ra đánh sao? Tạ ngũ thập, người là con quỷ thất đức. Dọc đường chạy như điên hết 500 dặm, người và ngựa đều thở không ra hơi. Đến trạm vạng tối, cuối cùng cũng tới một trạm quan dịch, tạ chi phi tháo thắt lưng, bảo người chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn. Chu Thanh, Đinh Nhất thì đi phía sau cho ngựa ăn. Yến Tam hợp không vào trạm dịch, mà đi ra bên ngoài. Xe ngựa tạ ra lớn thì lớn, nhưng núp ở bên trong một ngày, chân càng có chịu không chịu nổi, nàng muốn đi hoạt động gân cốt một chút. Tạ Chi Phi vừa định dặn một câu. Đừng đi xa. Thì đột nhiên nổi lên một trận gió, thổi bão cát khắp nơi lên. Thiếu nữ đi trong bão cát, bóng đêm rơi trên người nàng, bóng lưng mỏng manh đơn bạc nói không nên lời. Tạ Chi Phi nhìn chằm chằm bóng lưng kia một hồi lâu, mới xoay người ra phía sau xem ngựa. Chu Thanh, ngươi không cảm thấy cô nương kia rất kỳ lạ sao? Là chỗ nào, ăn mặc kỳ lạ, một nam nhân như ta mà mặc như vậy còn chết cóng. Ngươi nhìn đi, nàng ta gần như chẳng nói chuyện. Còn nữa, ăn mặc bình thường như vậy mà trên người còn rất nhiều ngân phiếu, chẳng lẽ là đi trộm. Cũng không biết trong lòng ra đã có tính toán hay chưa. Sao ngươi không nói lời nào thế? Bởi vì, ra đang đứng ngay phía sau chúng ta. Đinh nhất hoảng sợ. Ra. Ra hướng nhếch miệng cười với hắn, sau đó chắp tay sau lưng rời đi. Đinh nhất. Xong rồi, lương tháng sau của ta có vẻ cũng không giữ được rồi tả chi phi không yên lòng cảm giác khác thường như có như không đối với yến tam hợp vẫn không thể xua đi được hắn cứ cảm thấy rằng mình đã gặp ở đâu đó rồi hắn nghĩ thầm đi mệt rồi yến tam hợp bèn ngồi xổm trên mặt đất trên tay cầm một cành cây lên vẽ lên mặt đất để tính toán thời gian đến vân nam phủ ngựa và xe của tả ra đều là thượng đẳng tốc độ bước đi cực nhanh cứ chạy như vậy thì nhiều nhất cũng phải một tháng. Ăn cơm. Là tiếng của tên công tử bột kia. Yến Tam Hợp đứng lên, thuận thế dùng chân phủi mặt đất vài cái, mặt không chút thay đổi nói. Ta có lương khô, sợ ta hà độc ư. Tạ Chi Phi cười nhạo một tiếng. Một cô nương đến cả quan tài nứt ra cũng không sợ, thì chắc không phải người nhát gan đâu nhỉ. Yến Tam Hợp lười nghe hắn nói, ném cành cây trong tay, đi qua trước mặt hắn. Vào trạm dịch, nàng tìm một góc ngồi xuống, lấy lương khô từ trong túi ra. Tả tam ra đi theo nhíu mày, bưng canh nấm đặt lên bàn trước mặt yến tam hợp. Gặm lương khô hút chút canh nóng, dạ dày cũng thoải mái một chút. Bê đi. Tả tam gia bưng canh lên uống một ngụm. Yên tâm đi. Yến tam hợp. Lương khô này nhìn cũng không tệ lắm, để ta nếm thử một miếng nào. Nói xong, cũng không đợi Yến Tam Hợp đồng ý đã trực tiếp bẻ một chút từ trong tay nàng, bỏ vào trong miệng quả nhiên cũng không tệ lắm yến tam hợp nàng muốn hắt bát canh đó lên mặt hắn ta ghê ra ăn cơm đi đồ ăn sắp nguội rồi đến đây tạ chi phi trở lại bàn mình nhận lấy đũa và bắt chu thanh đưa tới dùng cơm chạy cả ngày đường chẳng có gì vào bụng hắn thật sự rất đói ba chén cơm đào mắt đã hết sạch hắn dùng khăn lau miệng đứng dậy ngồi xuống một cái bàn khác uống trà lúc này mấy người chu thanh Đinh Nhất mới dám ngồi xuống dùng cơm. Tả Chi Phi dùng trà xúc miệng, nói. Hai canh giờ nghỉ ngơi là đủ rồi, thời gian vừa tới thì lập tức xuất phát. Vâng. Tả Chi Phi. Ý Yến cô nương thế nào? Yến Tam Hợp thản nhiên gật đầu. Nàng phối hợp như vậy, Tạ Chi Phi có hơi bất ngờ, hắn đặt chung trà lên bàn, ánh mắt không kiêng nể gì quan sát cô. Yến Tam Hợp phát hiện thì quay lưng lại. 17 năm sống trên đời, đây là nam nhân mà nàng thấy đáng ghét nhất. chương 32, kẻ cướp. Tả tam gia không có chút tự giác bị chán ghét nào, hất cầm lên. Này, cậu kia, tả đại nhân có gì phân phó? Tiểu nhị vui vẻ chạy tới. Có giấy và bút không? Tả đại nhân là muốn. Ta muốn viết một bức thư báo bình an cho trong nhà. Chấm. Tả đại nhân mới đi ngày đầu đã viết thư cho trong nhà rồi. Vậy sau này thì sao? Chẳng lẽ mỗi ngày một phong ư? Ngươi thì biết cái gì? Đinh nhất liếc ngang một cái. Đó là vì lão thái thái, lão ra lo lắng cho gia nhà ta, hơn nữa, mỗi ngày một phong thì sao chứ, gia ta thích thì cứ viết thôi. Tiểu nhị kia chỉ chờ hắn nói như vậy, để tiếp tục khen. Tạ đại nhân thật là hiếu thuận, đúng là hiếm có hiếm có. Tạ đại nhân cười khanh khách tự khiêm. Cũng chưa nói tới hiếu thuận, chủ yếu là sức khỏe của ta hơi yếu một chút, còn cái đi xa ngàn dặm phụ mẫu sẽ lo lắng cứ viết để cho người nhà có thể yên tâm thôi vừa dứt lời yến tam hợp đứng lên tất cả mọi người bị động tác này của nàng làm cho hoảng sợ tiểu nhị không rõ liền hỏi cô nương người muốn gì sao yến tam hợp không trả lời ánh mắt chuyển đến trên mặt tạ chi phi mắt không chớp ngươi nói lại lần nữa một chữ không được thiếu một chữ không được bỏ sót lời này giống như một cái roi thấm nước tất cả mọi người đều bị quất đến nhảy dựng lên Đinh Nhất cả giận nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai, mà dám nói như vậy với tam gia nhà ta hả? Yến Tam Hợp không chỉ nói như vậy, mà còn làm chuyện quá đáng hơn. Nàng vò tới trước mặt tạ chi phi, trước phản ứng chỉ đồn của tất cả mọi người, túm lấy vạt áo trước của hắn. Nhanh, nói. Tạ chi phi nhìn đồng tử đen kịt của cô, xua tay với đám đinh nhất đang vây quanh. Ta nói, chưa nói tới hiếu thuận, chủ yếu là sức khỏe ta yếu ớt nên viết thư để cho người già trong nhà yên tâm. Yên tâm, yên tâm, Yến Tam Hợp buông tay ra, ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm vào một chỗ không nhúc nhích. Tả chi phi đợi một hồi, thấy nàng không phản ứng thì vội vàng ho khan một tiếng. Vẫn không có phản ứng. Ho nữa, vẫn không có phản ứng. Ra, nàng ta bị ma nhập à? Đinh nhất lo sợ bất an hỏi. Tả chi phi không nói gì, trên mặt mông lung có chút lạnh lùng hắn lại đợi một hồi thấy yến tam hợp vẫn là dáng vẻ mất ba hồn bảy vía kia thì quyết đoán vươn tay đúng lúc này yến tam hợp run lên lấy lại tinh thần ánh mắt quét qua thì thấy có bàn tay to cách ngực nàng chỉ có hai ba tấc mặt trấu lên như muốn nứt ra đồ bị ổi nàng không hề nghĩ ngợi đã nhấc chân lên tam gia cẩn thận tam gia đũng quần trong tiếng hét phản ứng của tả tam gia có thể nói là thần tốc, thắt lưng cong về phía sau, tiếp đó nhảy lên tránh đi một đòn nguy hiểm. Trong lúc kinh hồn chưa định, nắm đấm yến tam hợp đã vung tới. Lần này tránh không thoát, một quyền đánh trúng sống mũi. Không khí chết lặng, hai dòng máu mũi chậm rãi chảy xuống. Tả tam gia thầm nghĩ mình lúc trước là nhìn lầm rồi, người này đâu chỉ là nhân vật ghê gớm, mà còn là thứ. Thủ phủ sống mà. Chu Thanh xưa nay tính tình tốt cũng nhìn không nổi nữa. Yến cô nương, tam gia nhà ta chỉ đang muốn gọi ngươi thôi. Đinh nhất tức giận. Ngươi tưởng mình là ai hả? Cô nương trong kinh thành muốn ra ta đùa giỡn còn phải xếp hàng kia kìa. Yến tam hợp trong lòng ghê tởm muốn chết, hai tay phủi phủi xiêm y, giống như sợ xiêm y dính vào thứ gì của tà tam ra vậy. Chu Thanh, đinh nhất cảm thấy còn giận hơn so với việc vũ nhục mình, đang định nói tiếp thì ánh mắt như dao găm của tam ra đảo qua hai người vội lui về tả tam ra dùng tay áo lau mũi thực ra bọn họ cũng không nói sai cô nương mặc dù xinh đẹp nhưng trong mắt ta vẫn chưa đủ nhìn yến tam hợp nhíu mày nhìn hắn tựa hồ không hiểu lắm cái ý không đủ nhìn của hắn ta thề tả tam ra giơ tay lên ta quả thực không có ý gì với ngươi vừa rồi chỉ thuần túy là hiểu lầm ta vốn muốn vỗ vỗ vai cô nương thôi ngươi đừng chạm vào ta Yến Tam Hợp xoay người đi ra khỏi dịch trạm. Tả Tam ra. Ra, máu lại chảy rồi. Tả Tam ra sờ lên thử, vội kêu lên. Mau, mau cầm máu cho ra. Trong dịch trạm chợt trở nên vô cùng bận rộn. Đi ra gian ngoài, gió lạnh thổi qua, đầu óc Yến Tam Hợp chợt rõ ràng hơn rất nhiều, chuyện cũ tổ phụ khi còn sống lại lần nữa hiện lên. Đến cảnh cuối cùng, nàng quyết đoán lắc đầu. Không đúng. Hẳn là mình nghĩ sai rồi, tổ phụ dù thế nào cũng không phải là tâm niệm kia. Nàng thở đều mấy hơi, xoay người đi vào trạm dịch. Tất cả mọi người thấy nàng đi vào thì đều cảm thấy ra đầu tê dại. Tiểu nhị dịch chạm nhìn dưới đúng quần mình, vội núp vào trong góc. Yến Tam hợp không nhìn mọi người, gật đầu với tà Tam gia đang lấy đá đắp mũi. Chuẩn bị xuất phát. Tả chi phi kinh ngạc. Bây giờ ư. Yến Tam hợp. Ngươi còn muốn chọn ngày hoàng đạo à. Tả chi phi. Tả Chi Phi hít sâu một hơi. Hai canh giờ còn chưa tới, liên tục đi thể này thì không chịu được. Yến Tam hợp học theo hắn, khóe miệng nhếch lên, đáng tiếc là cười gần, giống như như đang nói, thế nào, tả ra các ngươi lại không vội nữa à? Tả Chi Phi lờ đi thái độ của nàng, thử dò xét. Yến cô nương vừa mới hỏi ta câu kia là vì nghĩ tới cái gì sao? Yến Tam hợp. Không phải. Tả Chi Phi căn bản không tin. Vừa rồi lúc nàng xông tới, trong ánh mắt rõ ràng có cái gì đó. Hơn nữa, rõ ràng đã nói nghỉ ngơi hai canh giờ, lúc này đột nhiên còn nói muốn xuất phát ngay. Vậy, Yến cô nương hỏi với mục đích là gì? Yến tam hợp. Ngươi không cần phải biết. Tả chi phi. Này. Không ngờ cũng có ngày tả tam ra ta không tiếp lời được. Lại là một đêm chạy như bay, người và ngựa đều mệt sắp dã Tìm chạm dịch ăn cơm, cho ngựa ăn, nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục xuất phát. Liên tiếp 5 ngày, mỗi ngày đều như thế, đừng nói là cả tam gia sống an nhàn sung sướng đã quen, đến mấy người chu thanh, đinh nhất đều rên gì chịu không nổi. Mặt yến tam hợp càng ngày càng khó coi. Đến ngày thứ năm, hốc mắt nàng lõm xuống thật sâu, quần áo màu xanh nhạt treo trên người trống rỗng, lại phối hợp với màu xanh trước mắt, nhìn rất giống như nữ quỷ. Mọi người ngoài miệng không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn nàng khác hoàn toàn với mấy ngày trước nhất là tả chi phi. Người khác có lẽ không rõ yến tam hợp từ đâu tới, nhưng hắn biết rất rõ. 40 ngày từ phủ vân nam chạy tới kinh thành, lúc này lại một hơi không ngừng chạy trở về, không kêu khổ không kêu mệt. Một cô nương làm sao chịu được thế? Chiều hôm đó lại đến một trạm quan dịch. Tả Chi Phi nhìn khuôn mặt không có chút máu của Yến Tam Hợp. Còn chạy ngày chạy đêm như vậy cũng không phải cách, đêm nay nghỉ ngơi hồi phục 3 canh giờ, chưa đến canh giờ thì không ai được đi tiếp. Yến Tam hợp nghe xong không nói gì, yên lặng qua một bên gặm lương khô. Tả Chi Phi nhìn nàng, cảm giác bất lực gần như tàn nhẫn bỏ lên đầu. Yến cô nương, không thể nể mặt ngồi cùng bàn ăn bữa cơm với ta sao? Không thể, lý do. Yến Tam hợp chẳng thèm nâng mí mắt. Đối diện với người nhà họ tả, ta ăn không vô. Tả Chi Phi, hắn có cảm giác như máu toàn thân đều bị ngưng lại vậy. Đúng lúc này, Chu Thanh vội vàng đi vào. Ra, lão gia vừa gửi thư đến. Chương 33, Diêm Vương. Tả Chi Phi nhận thư, quét nhanh vài lần, sau đó mắt hoa đào chậm rãi dương lên, cuối cùng mới hơi mỉm cười. Ra, có phải sức khỏe lão thái thái đã khá hơn rồi không? Chu Thanh hỏi. Có thể ăn nửa bát cháo lòng rồi. Tả Chi Phi nhìn Yến Tam Hợp, ánh mắt ý nhị. Thế rồi mà bà vẫn còn dặn ta chăm sóc cho Yến cô nương, đừng để Yến cô nương chịu ấm ức nửa không nhận nổi. Yến cô nương lạnh lùng trả lời hắn ba chữ. Đồng hành năm ngày, tạ chi phi nhiều ít đã hiểu được tính tình Yến tam hợp. Không nhắc tới tạ ra thì cho dù sắc mặt nàng có lạnh hơn nữa cũng không sao. Nhưng chỉ cần nhắc tới tạ ra thì trên người người này sẽ mọc ra vô số gai. Lúc này, hắn có thể chạy bao xa thì lo mà chạy. Lấy giấy bút lại đây. Tạ chi phi tính toán ngày tháng, đã bốn ngày không gửi thư về nhà, chỉ lo lên đường thôi. Chu Thanh hỏi tiểu nhị trong tiệm để lấy giấy bút. Ra viết thêm vài câu, có khi lão thái thái nhận được thư lại vui vẻ đến khỏi bệnh cũng chưa biết chừng. Ra. Đinh nhất tiến lên mài mực. Đừng báo tin vui không báo tin buồn, lần này chúng ta làm việc. Người bớt nói lại. Tả chi phi lo lắng lời này bị Yến Tam hợp nghe thấy, vội quát lớn, vẫn không quá yên tâm, lén liếc nhìn nàng một cái. Vừa nhìn, tim hắn lại kêu lộp bộp. Đồng tử Yến Tam hợp đen kịt không nhúc nhích, đến nổi bánh bao trong tay rơi xuống đất cũng không phát hiện. Lại nữa rồi, tả chi phi lúc này đã có chút kinh nghiệm, tiến lên vài bước, vươn tay vẫy vẫy trước mặt nàng. Yến cô nương, Yến cô nương. Khoe mắt Yến cô nương dần phím hồng, giống như rất tuổi thân, chỉ là sự tuổi thân này đến nhanh, đi cũng nhanh. Một lát sau nàng lại nghiến răng nghiến lợi, hàm răng kiêng nghiến khanh khách, giống như đang dùng sức cắn xé một cái gì đó tạ chi phi cả kinh đến nỗi ngừng cả hô hấp. Chẳng lẽ bị đinh nhất nói chúng rồi, nàng ta bị ma nhập thật sao? Yến Tam Hợp kỳ thật nghe được hắn gọi nàng, nhưng ngực quá đau, như là bị một cây dao găm cắt thành hai mảnh, một nửa là không thể tin, một nửa khác là không thể tưởng tượng nổi. Lúc khép lại khiến nàng đau đớn đến không muốn sống nữa. Nàng dùng sức véo mình một cái, run giọng nói. Về kinh thành. Tạ chi phi cả kinh đến mức cầm sắp sớt xuống đất. Ngươi, ngươi nói gì? Yến tam hợp. Về, kinh, thành. Đầu óc tạ chi phi vội suy nghĩ. Ngươi đã. Yến tam hợp. Không chắc lắm. Tạ chi phi. Vậy trở về làm. Yến tam hợp cười gần. Ngươi không muốn thử một lần sao? Tim tạ chi phi đột nhiên đập nhanh lên. Ta còn chưa nói xong, sao nàng ta biết ta muốn nói gì? Yến tam hợp thấy người này giật mình bất động, tự mình đi lấy tay nải, tay vừa đụng tới bên cạnh, tay này kia đã bị người khác đoạt lấy. Chờ đã, tả tam gia căng thẳng. Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần? Yến tam hợp, một phần, một phần. Ngọn lửa ủ trong lòng tả tam gia năm ngày qua đồng loạt đốt lên. Lỡ như không đúng, ngươi lại quay về thì chẳng phải càng chậm trễ sao? Lỡ như đúng thì sao? Yến tam hợp tiến lên một bước, nhìn thẳng vào hắn. Ngươi chịu cược không? Tả ra các ngươi đánh cuộc được không? lão tổ tông muốn chết muốn sống của ngươi, đánh cuộc được không? Trên khuôn mặt tuấn tú của tả tam gia, đến mồ hôi nơi lỗ chân lông cũng kêu gào sụp đổ. Đây đâu phải là thổ phỉ sống, rõ ràng chính là diêm vương sống. Chuyện đó, tam gia dùng sức thờ hồn hình mấy hơi, quyết định lại thử chết một lần. Có thể tiết lộ một phần nắm chắc kia là gì không? Ngươi không cần phải biết. Khuôn mặt tuấn tú của tả tam gia trong nháy mắt đỏ bừng lên, một ngọn gió thổi qua cũng có thể bốc khói. Cái gì mà tính tình tốt, cái gì mà miệng ngọt, cái gì mà phong độ của thiếu gia thế gia. Cốt sang một bên đi. Hắn nghĩ thầm, không trách cái tên tả tiểu hoa sống khôn khéo lươn lẹo kia còn muốn dơ chân lên đã, tam gia mẹ nó lúc này còn muốn giết người đây nè. Trên quan đảo, mấy con tuấn mã chạy như bay, làm tung lên từng mảng bụi đất. Mặt trời mọc rồi lại lặn, gió lớn nổi lên, mưa rơi xuống liên tiếp bốn ngày, xe và ngựa đều không dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về kinh thành. Cho đến khi chiếc xe ngựa xa hoa vững chắc kia phát ra vài tiếng lục bục lục bục, hai bánh xe ầm ầm nứt ra mới khiến mọi người dừng lại. Yến Tam hợp bò từ trong xe dậy, tuy rằng mặt xám mày cho, nhưng vẫn rất chấn định. Không cần sửa, ta cưới ngựa. Tả Tam ra lau bụi trên mặt, nhảy xuống xe ngựa. Sửa nhanh lắm, không tốn nhiều thời gian đâu cách kinh thành chỉ còn năm sáu trăm dặm, thời tiết này có vẻ như sắp có tuyết. nói nhiều quá. yến tam hợp rút dây cương từ trong tay hắn, chân dẫm lên ngựa, người và ngựa cùng chạy như bay. tả tam ra, hắn nhổ ra một ngụm máu, liếm liếm răng. ra lớn như vậy lần đầu gặp một nữ tử như thế. ra, nàng ta mà tính là nữ tử sao? đinh nhất bĩu môi. nữ tử trên đời này nếu đều giống như nàng, ta thả rằng độc thân cả đời. bớt nói nhảm. Tả tam ra oán giận thì oán giận, những vẫn phân biệt nặng nhẹ rất rõ ràng. Ném xe đi rồi cưỡi ngựa, đừng tốn thời gian nữa, nhanh lên. Vâng. Tả phủ, từ ân đường. Tả nhi lập đứng ở cửa viện, đi tới đi lui. Đến rồi, đến rồi, người đến rồi. Tả nhi lập vội vàng nghênh đón. Bùi thúc, người đến rồi. Bùi thái y trêu ghẹo nói. Mấy ngày nay, ta chạy tới tả ra các ngươi, chân chẳng đều nhỏ đi một vòng rồi, nói đi, bây giờ ai bị bệnh thế? Tạ Nhi lập cười khổ. Vẫn là lão thái thái, chàng vạn nói tim không thoải mái rồi ngủ thiếp đi, đến bây giờ vẫn chưa thấy tỉnh lại. Ta đi xem thử, mời ngài. Bùi thái y đi vào xương phòng phía đông, phu nhân ngô thị canh giữ trước giường hành lễ rồi vội vàng nhường vị trí đầu giường ra. Ba ngón tay đặt xuống, sắc mặt bùi thái y dần nặng nề. Ngô thị lo lắng nói. Thế nào rồi? bùi thái y không nói gì lại im lặng trần đoán một hồi lâu mới gật đầu với ngô thị ý bảo nàng ra ngoài hãng nói ba người đi ra gian ngoài bùi thái y nhíu mày nói theo lý thì mấy hôm nay lão thái thái đã có thể xuống đất đi lại rồi bệnh này hẳn là không có gì đáng ngại chỉ là mạch của ngày hôm nay ngô thị mở to hai mắt mạch làm sao vậy bùi thái y lắc đầu hình như còn tệ hơn mấy ngày trước nữa sao lại tệ được Ngô Thị Kinh hô một tiếng. Hôm qua người còn cười nói nói với chúng ta mà. Bùi Thái Y cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ Trần An nói. Người đã lớn tuổi rồi, tái phát bệnh cũng là chuyện thường tình, phu nhân vẫn nên chuẩn bị tinh thần đi. Ngô Thị bật thốt lên hỏi. Tình huống xấu nhất là gì? Bùi Thái Y kiên trì trả lời. Những thứ nên chuẩn bị, thì nên chuẩn bị trước đi. Ngô Thị giống như bị sét đánh trúng, không tự chủ được lui về phía sau nửa bước. Bùi Thái Y thấy thế thì nói với Tạ Nghi Lập. Phương thuốc này ta sẽ không kê đơn khác, cứ uống như cũ. Nếu đại gia không yên tâm, thì cứ đi mời Thái Y khác đến cho lão thái thái cứ đi. Tạ Nghi Lập chỉ cảm thấy như vạn mũi tên bắn vào tim. Bùi Thúc là người được xếp hạng cao trong viện Thái Y, đã khám bệnh cho Tạ ra 20 năm rồi, chưa từng chẩn đoán sai lần nào, còn cần mời Thái Y khác làm gì nữa. 77-49 ngày đã qua, tạ ra chẳng lẽ thật sự gặp xui xẻo sao? Lão Tổ Tông là người đầu tiên. Nếu đúng như vậy, ai sẽ là người tiếp theo đây? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 34, đòi mạng. Tiễn bùi thái y đi rồi, ngô thị giữ chặt con trai, lo lắng nói. Phải phái người thông báo cho phụ thân con, mẫu thân, để con đi. Tả đạo chi mấy ngày nay đều ở thư phòng dưỡng bệnh, ngoại trừ lão thái thái và con trai lớn ra thì chẳng quan tâm đến người nào khác ngô thị không buông tay trong lòng phụ thân con có phải giấu giếm chuyện gì không tạ nhi lập nói mẫu thân không cần lo lắng phụ thân để con lo các người gạt ta chuyện gì phải không ngô thị mặc dù không quản sự nhưng trong phủ vẫn có tai mắt trong lòng rất rõ ràng hẳn là có liên quan đến yêu nữ trong lời lão gia ngày đó mẫu thân khẩu khí tạ nhi lập chợt lớn lên. Lúc này người đừng suy nghĩ lung tung, chăm sóc tốt cho lão thái thái quan trọng hơn, thật sự nếu có chuyện gì thì con đường làm quan cũng sẽ không còn. Ngô thị vừa nghe con đường làm quan của nam nhân, thì chẳng dám hỏi nữa, vội vàng đi vào hầu hạ. Tạ nhi lập phất tay áo, đi thẳng đến thư phòng phụ thân. Trong thư phòng, tạ đạo chi nửa dựa nửa nằm, chán buộc một cái khăn, thấy nhi tử đến cũng không đứng dậy, cả người giống như bị rút hết tinh thần vậy. Tả Nhi lập lặp lại lời bùi thái y một lần, hỏi. Phụ thân, trước mắt phải làm sao bây giờ? Tả đạo chi thần sắc chết lặng. Là... Con hỏi ta làm sao bây giờ, thì có thể có cách gì? Phụ thân. Tả Nhi lập nóng này. Dù sao cũng phải có chủ ý chứ. Chủ ý gì, tìm không thấy tâm ma của ông ấy, ta có thể có chủ ý gì chứ? Ta, ta, đây là báo ứng, đây đều là báo ứng tạ đạo chi ho khan, khuôn mặt già nua đỏ bừng. Lão gia, đại gia. Tạ tổng quản vô cùng lo lắng đẩy cửa đi vào. Vừa rồi tam gia phái người đưa tin trở về, nói bọn họ đang trên quay lại. Đang yên đang lành tại sao phải trở về. Tạ nhi lập quá sợ hãi. Yến tam hợp, nàng ta đâu? Nói là về cùng, vậy là tìm được rồi. Nói được một nửa, tạ nhi lập nhíu mày. Không đúng chính nàng nói tâm ma của yến hành không liên quan đến tạ gia thì quay về kinh thành làm gì chẳng lẽ tâm ma này còn ở tạ gia tạ nhi lập bối rối phụ thân người xem hắn lại nói không nổi nữa môi phụ thân khẽ động nói cái gì đó nhưng lại chẳng có một câu mà hắn có thể nghe hiểu cả người đều đắm chìm trong thế giới của chính ông tạ tổng quản vừa thấy dáng vẻ này của lão gia thì trong lòng càng luống cuống đại gia việc này rốt cuộc là sao thế tả nhi lập tuy khiếp sợ nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng chuẩn bị xe ta ra khỏi thành đón bọn họ đại gia tả tổng quản túm lấy áo bào của hắn nhưng lỡ như lão ra lão ra không tốt rồi đại sự không tốt rồi hạ nhân lào đào xông vào lão thái thái chẳng đút được thuốc vào nữa phu nhân bảo nô tì tới mời lão ra qua đó cái gì tả nhi lập biến sắc xoay người đi tới bên giường dùng sức lắc tả đạo chi vài cái lớn tiếng quát phụ thân lão thái thách không ổn rồi người tính lại đi mạng đều là mạng ông ấy đến đòi mạng rồi tả đạo chi hướng cười thảm thiết với con trai các ngươi có tin hay không tiếp theo chính là ta chính là ta phụ thân suỵt đừng la tả đạo nhất vén chăn chống mép giường run dày đứng lên người đâu thay đồ cho ta ta đi tiễn lão thái thái lão ra ơi Tả tổng Quan quỳ dạp xuống đất, nước mắt chảy xuống. Ngươi khóc cái gì? Tả Đạo Chi hờ hững liếc Tả tổng quản một cái. Chờ lão Thái Thái và ta đi rồi, các người khóc cũng không muộn. Tả Nhi Lập chỉ cảm thấy trời sập đất lún, hết thảy đều lắc lư trước mặt. Loạn cả rồi, tất cả đều loạn cả rồi. Giọt mưa kẹp lấy hạt băng, rồi nện vào mặt. Tả Chi phi lau nước mưa trên mặt, dơ roi quất xuống, rất nhanh đã đi song song với ngựa của Yến Tam hợp yến tam hợp mưa lớn rồi có muốn tìm một chỗ tránh không yến tam hợp nghiêng đầu nhìn hắn một cái mới vừa mở miệng thì bị sặc một ngụm mưa gió nàng đau đớn lắc đầu ý bảo không cần tiếp tục đi tả chi phi thấy quần áo nàng ướt đẫm lại lớn tiếng gọi ngươi có lành không yến tam hợp vẫn lắc đầu tả chi phi nhíu mày nàng ăn mặc đơn giản như vậy thế mà lại không lạnh hắn đã lạnh đến mức sắc không chịu được rồi chẳng lẽ người này được làm từ sắt sao ra mau nhìn đi chu thanh chỉ cao đình nghỉ mát xa xa kêu to có đèn hình như còn có xe ngựa giờ này ư tả chi phi hết sức cẩn thận nói đi thăm dò một chút vâng hai chân chu thanh kẹp lưng ngựa vọt ra ngoài chỉ chốc lát hắn đã cưỡi ngựa trở về vẻ mặt hương phấn ra là đại gia tả chi phi vui vẻ dơ roi lên lại chạy tới bên cạnh yến tam Yến Tam Hợp, huynh ấy tới đón chúng ta. Yến Tam Hợp hờ hững nhìn hắn, không nói gì. Nhưng tạ chi phi lại nhìn thấy tay nắm dây cương của nàng đang run rẩy. Trong lòng hắn chợt căng ra. Có chuyện gì vậy? Đình nghỉ mát vốn rộng rãi, ngay lập tức chen vào rất nhiều người. Tạ nhi lập thấy huynh đệ nhà mình ướt súng thì đau lòng không chịu được, vừa muốn mở miệng thì liếc qua Yến Tam Hợp, lời nói chợt nuốt xuống cổ họng. Huynh, sao huynh lại tới đây? Tạ Nhi lập khoát tay với hắn. Yến cô nương, trong xe ngựa của ta có xiêm y sạch sẽ, mặc dù là nam trang nhưng vẫn tốt hơn đồ ướt sũng này, ngươi đi thay trước đi, trời lạnh như vậy sẽ bị bệnh đó. Không cần. Yến Tam hợp lau nước mưa trên mặt. Ngươi chờ ở đây, hẳn là tạ ra đã xảy ra chuyện rồi. Tạ Nhi lập im lặng nhìn nàng một hồi lâu, gật đầu nói. Lão thái thái sắp không qua khỏi rồi, lão tổ tông không qua khỏi. Máu trong người tạ chi phi đều vọt lên đỉnh đầu, nhìn Yến Tam hợp. Nàng vội vã chạy về, trên đường chẳng ngừng một khắc, dù gió táp mưa xa thì vẫn ngồi trên lưng ngựa chạy như bay, có phải nàng đã sớm dự liệu được lão thái thái không qua khỏi hay không? Còn nữa, tại sao lại là lão thái thái, không phải là ngươi trước sao? Ngươi thay vì nhìn chằm chằm ta, không bằng phái người nhanh về đưa tin trước đi. Giọng của Yến Tam Hợp còn lạnh hơn cả mưa. Chuẩn bị sắc bàn tế, phía trên dựng một cái lều che mưa, kêu tả đạo chi tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị giấy bút mực. Lời này, quả thực còn chấn động hơn cả xét đánh. Ý của ngươi là... Tim tả tam gia trong nháy mắt đã vọt lên cổ hỏng. Tâm ma của tổ phụ ngươi vẫn còn ở trên người phụ thân ta sao? Ta cũng hy vọng là không phải. Yến tam hợp nhắm mắt lại, xoay người đi ra khỏi đỉnh nghỉ mát. Không muốn lão thái thái nhà các ngươi chết thì nhanh lên, đừng lề mề. Tả nhi lập hoàn hồn sớm hơn ai hết, vội la lên. Chu Thanh, người mau trở về báo tin, trực tiếp tìm tà tổng quản, bảo hắn đi chuẩn bị. Vâng, khoan đã, tà tam gia gọi Chu Thanh lại. Bảo lão tà chuẩn bị đồ của đại tỷ ta, phải là quần áo mới, ấm áo, trong ngoài đều cần, còn có cả giày, tất. Ở phía xa, Yến Tam Hợp đang muốn xoay người lên ngựa, nghe nói như thế thì càng nắm chặt yên ngựa. Trường 35, Thư Nhà Thành tứ cửu chia làm ba thành, cung thành, nội thành ngoại thành đoàn xe tả phủ xuyên qua ngoại thành nội thành rất nhanh đã tới phủ đệ yến tam hợp xoay người xuống ngựa vừa muốn cất bước thì chợt dừng lại giống như rất không muốn đi vào trong cánh cửa này đúng vậy không muốn chút nào trước khi rời khỏi tả gia nàng đã nói cũng thầm thề đời này sẽ không bước vào tả gia nửa bước sợ ư giọng của tên công tử bộ vang lên sau lưng yến tam hợp thầm thẳng lưng Ai sợ, nếu không sợ thì đi thôi. Tả Tam gia đi tới bên cạnh nàng, sâu xa nói. Yến Tam hợp, không ai dám làm gì ngươi đâu. Ngươi bây giờ là tổ tông của cả tạ phủ rồi. Tổ tông cứu mạng. Yến Tam hợp cười gần. Tạ Chi Phi, ngươi không cần dùng phép khích tướng đâu. Tạ Chi Phi. Lần này cuối cùng cũng nhớ ký tên ta rồi. Ăn chơi chắc táng sao? Ai có thể không nhớ chứ? Yến Tam hợp hít một hơi, đá một cước vào ngưỡng cửa cao. Tả Tổng Quản vừa thấy người đến, vội che ô chạy tới, cười giả lạ. Yến cô nương, đồ đạc đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngươi tới thôi. Yến Tam hợp liếc hắn một cái. Tả Đào Chi đâu, sao lại gọi thẳng tên? Tả Tổng Quản lầm bầm một tiếng, cười nịnh nọt. Lão gia đã tắm rửa thay quần áo, đang ở thư phòng chờ cô nương đó. Yến Tam hợp. Lão thái thái nhà ngươi còn thở không? Tả Tổng Quản nghẹn họng có có còn thở chỉ là hiếu tử hiếu tôn của tạ phủ có một người tính một người đều gọi đến trước giường bệnh yến tam hợp lạnh lùng ngắt lời lỡ như hương kia đốt không được còn có thể nghe vài câu di ngôn của lão thái thái tay tạ tổng quản mềm nhũn ô rơi trên mặt đất hoảng hốt nhìn chủ nhân nhà mình thế nhưng hai chủ nhân đều không lên tiếng phản đối tam gia còn nghiêm mặt làm theo lời yến cô nương nói đi tạ tổng quản chẳng kịp nhặt ô hai cái chân mập vỗ chạy đi. Nhưng vừa chạy vài bước thì đã quay trở lại. Yến cô nương, theo tam gia phân phó, xiêm y giày tất đều chuẩn bị xong, nước nóng cũng đều chuẩn bị, ngươi. Gặp tả đạo chi trước đã. Yến tam hợp chê tả tổng quản vướng bận, đẩy người sang bên cạnh, rồi đi vào trong nhà. Cả người nàng ướt xuống, tóc còn đang nhỏ giọt, nhưng lưng thẳng tắp bước chân rất vững. Tả tổng quản từng gặp vô số người, nhưng giờ khác này, hắn lại thấy một khí chất hoàn toàn khác từ bóng lưng. Dù cho vạn người ngăn trở, ta vẫn một mực đi về phía trước. Này, lạ thật, một cô nương quê mùa sao có thể có thứ này? Hắn không kịp suy nghĩ, đã chạy đi. Sau lưng, hai huynh đệ tả ra trao đổi một ánh mắt, cực kỳ ăn ý phân công công việc. Trường tử trường tôn đi trông coi lão thái thái. Lão tam đi thư phòng xem thử. Tả nhi lập nghĩ lão thái thái thương lão tam nhất, tâm lặng xuống. Lỡ như thật sự, ngươi mau tới gặp mặt một lần đi. Vâng, tả chi phi gật đầu. Hai huynh đệ đứng nói chuyện ở trước cửa, tả chi phi thấy bước chân đại ca nặng nề thì đột nhiên đuổi theo, vỗ vai hắn. Huynh trưởng, đừng lo lắng, đệ cảm thấy lần này có hy vọng. Trong thư phòng, đèn đốt sáng trưng. Yến Tam hợp dùng sức dây dây thái dương hai cái, đẩy cửa đi vào. Tả đạo chi chậm rãi đứng lên, nghênh đón, cẩn thận gọi một tiếng. Yến cô nương. Yến tam hợp nhìn hắn. Bút mực và nghiên mực chuẩn bị xong chưa? Theo lời cô nương dân, đều đã chuẩn bị xong rồi. Vậy thì viết đi, viết cái gì? Tả đạo chi không hiểu. Yến tam hợp không lên tiếng, cứ đứng sững sờ ở đó. Yến tam hợp. Tả chi phi đi theo hỏi. Ngươi bảo cha ta viết cái gì? Yến tam hợp mím môi dưới, đột nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh, không nói một lời cúi đầu xuống, sắc mặt như trời mưa ngoài cửa sổ tim tạ đạo chi vọt lên cổ họng, gần như đứng không vững. Xong rồi, có phải lại không được hay không? Tả chi phi lại nhảy bén nhận ra, bà vai yến tam hợp trầm xuống, giống như có thứ gì đó đang đè ép nàng. Tạ chi phi nghĩ tới sự do dự của nàng trước cửa phủ tạ ra, bất chấp tất cả. Yến tam hợp, là ngươi tự nói, một phần chắc chắn cũng phải thử, chuyện đóng quan tài không nói. Ngươi đành lòng để cho tổ phụ ngươi ra đi không được thanh thản sao? Yến Tam Hợp cười gần, lặp lại lần nữa, không nên dùng phép khích tướng, đối với ta không có tác dụng. Tả chi phi, chấm, Yến Tam Hợp ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn tả đạo chi. Tả đạo chi lại giật mình, trong đôi mắt tràn đầy trào phúng, nồng đậm đến mức muốn tràn ra. Yến Tam Hợp đứng lên, đôi mắt đen nhánh đối diện với hắn. Ngươi viết một phong thư nhà, nói cái gì cũng được, chuyện thường ngày trong nhà cũng được. Than vãn cũng được, giống như con trai ngươi bình thường viết thư nhà cho ngươi vậy. Nếu như ta không đoán sai." Âm thanh Yến Tam hợp khẽ run lên. "Tâm ma của ông là phong thư nhà này của ngươi? Cái gì? Thư nhà ư? Tâm ma của Yến Hành là một phong thư nhà của con riêng sao?" Tả Chi Phi căn bản không thể tin được vào tai của mình, dương mắt nhìn Tả Đạo Chi, vẻ khiếp sợ trên mặt người còn sâu hơn cả hắn. "Yến Tam hợp" có phải ngươi nghĩ sai rồi không? điều này sao có thể? lời khó khăn nhất đã nói ra khỏi miệng Yến Tam hợp không hề do dự. ngoài cha ta ra, ông ấy còn có hai trai một gái. con gái chết vì khó sinh, con trai chết vì ôn dịch. những người này đều là vướng bận sâu sắc nhất của ông ấy trên đời. Tả Chi Phi rất đồng ý gật đầu. ngoài cái đó ra, Yến Tam hợp nhìn Tả Đạo Chi. có thể khiến ông lo lắng, chỉ còn ngươi. sao có thể là ta chứ? Tạ đạo chi liều mạng lắc đầu. Tuyệt đối không thể nào, ta không cho bọn họ vào cửa, ngay cả cửa ta cũng không cho bọn họ vào. Yến tam hợp, ông ấy phải hận ta chứ, ngươi nghĩ sai rồi, ngươi khẳng định nghĩ sai rồi. Bởi vì... Ngữ khi Yến tam hợp lạnh lẽo nói. Ông ấy không còn đứa con nào khác để lo lắng nữa. Vì ngay từ đầu, ông đã đặt niềm hy vọng sâu sắc vào ngươi, bởi vì, ông nhọc lòng muốn ngươi thành tài, ép ngươi thành tài, cuối cùng thả ngươi cao chạy xa bay. Bởi vì, Ngươi càng chạy càng xa, càng leo càng cao, là niềm tự hào của ông. Bởi vì, tờ hưu thư kia bị mẫu thân ngươi xé, ngươi vẫn là con của hắn. Âm thanh yến tam hợp bỗng nhiên thấp xuống. Trong lòng người, ngươi chính là con của ông. Mỗi một chữ, đều giống như một dao cắt vào da thịt, khiến tạ đạo chi đau đến nỗi phát không ra tiếng. Ta là con trai ông ấy sao? Ông ấy thế mà lại coi ta là con trai. Ông ấy lại còn coi ta là con trai ư. Ta, trong cổ họng Tả Đạo Chi phát ra một tiếng, à, rồi ngã xuống. Phụ thân, Phụ thân. Tả Chi phi quát to một tiếng, bước lên ôm lấy hắn. Tả Đạo Chi lại đầy nghi từ ra, nửa bò nửa quỳ, lảo đảo bò tới trước mặt Yến Tam hợp. vừa ngẩng đầu, trên mặt toàn nước mắt nước mũi. Yến Tam hợp, ngươi, ngươi nói có phải hay không? Có phải hay không? Ta cũng hy vọng là giả. Yến Tam nhắm mắt lại, nước mắt chậm rãi chảy xuống nàng hy vọng đó là giả biết bao. Như vậy, nàng có thể trơ mắt nhìn lão thái thái tạ phủ giỏi tính kế kia mất mạng. Nàng có thể yên tâm thoải mái tùy ý để tạ ra gặp xui xẻo, người chết, mất chức, cuối cùng triệt để mất hết. Nàng có thể để cả tả ra chôn cùng ba mạng người đã chết. Dù sao tạ ra các ngươi cũng nhờ ông ấy mà đi lên, bây giờ sụp đổ vì ông ấy, không phải là có ân báo ân, có thủ báo thủ sao. chương 36, Người thân nước mắt chảy từ khuôn mặt Yến Tam hợp xuống, xé nàng rách thành hai mảnh. Một nửa điềm đạm đáng yêu nhu nhược, một nửa cứng rắn không muốn thỏa hiệp. Tả Chi Phi nhìn mà choáng váng. Trong đầu sương mù mênh mông hỗn loạn, cho đến khi một ý niệm từ đáy lòng nảy ra, mới đẩy được mây mù. Hóa ra, lúc nàng bị ma nhập là đang dối rắm, đau khổ vì nội tâm của Yến Hành lại là một phong thư nhà. Nàng không tin, thậm chí không muốn tin tâm ma của Yến Hành là nó. Tự nàng rằng xé với chính mình, cuối cùng lựa chọn buông ba cái mạng người xuống, buông mối hận với tạ ra xuống, để hóa giải tâm ma của Yến Hành khi còn sống. Tạ chi phi cảm giác trái tim mình bị người khác bóp mạnh. Nhưng hắn còn có lời muốn nói. Yến Tam Hợp Người đã nói quan tài không khép lại được là bởi vì niệm mà người chết không thể mở miệng nói, chỉ là một phong thư nhà thôi, ông ấy không đến mức. Người không phải ông ấy giọng yến tam hợp lạnh như băng ngươi không hiểu được để một người cao ngạo tự phụ lại cúi đầu mở miệng là một chuyện khó khăn cỡ nào huống chi người với người chia làm ba bảy loại lúc trước ông cao cao tại thượng đối với mẫu tử bọn họ là ban ân mà hôm nay ông là người bị giáng chức phải ưỡn mặt cầu quan tôn nghiêm và giáo dưỡng của ông không cho phép cầu người như nuốt kiếm ba thước nếu ông làm thì không phải là ông nữa rồi tả đạo chi ngồi bệt dưới đất ánh mắt nhìn về phía hưu không cũng sẽ không rơi vào tình trạng đó, ông sẽ không. Yến Tam Hợp cố gắng khiến cho âm thanh của mình nghe thật bình tĩnh, nhưng vẫn mang theo chút rung động. Ông viết thư cho ngươi, nhờ ngươi giúp đỡ, bức thư kia viết như thế nào, ngươi hẳn là còn nhớ rõ nhỉ. Tả đạo chi làm sao có thể không nhớ rõ, mỗi một chữ hắn đều có thể thuộc lòng lòng. Đạo chi, vẫn khỏe chứ. Ta khi còn trẻ tính tình kiêu ngạo, chỉ cảm thấy thế gian này ngoại trừ mình ra thì đều là kẻ ngu xuẩn tầm thường lúc còn trẻ được làm quan tính tình thanh cao cao ngạo trong mắt không có một hạt bụi không muốn dơ bẩn cùng người cùng đi với đám ngụy quân tử trung niên rơi vào cảnh gia đình tứ tán bị lưu đày tới nơi hoang dã kết quả như thế đều là thiên mệnh nếu là thiên mệnh thì ta không hối hận tiếc nuối duy nhất đời này là năm đó lúc đuổi con và mẫu thân gia phủ không chọn một ngày thời tiết tốt một chút tuyết rơi nhiều như thế chắc hai người lạnh lắm. Cũng may, con người khi bị lạnh chịu không nổi mới có thể liều mạng chạy về phía ấm áp. Hôm nay con ta tới cửa là vì cháu ta, cháu ta đáng thương, mắc bệnh từ trong thai nhi, tuổi còn nhỏ đã nếm hết vị đắng của đủ loại thuốc. Mong con vì chút tình cảm mỏng manh ngày xưa, mà cầu xin lưu thánh y của thái y viện giúp ta. Nếu có thể cầu được thì là phúc phận của đứa nhỏ này. Nếu cầu không được, cũng là kiếp số của nó, tất cả chỉ cần làm hết sức mình nghe theo thiên mệnh ta vô cùng cảm kích bước trên triều đình như đi trên dây thép quyền lực điên cuồng như đi trên băng mỏng con hãy tự cẩn thận lấy yến hành ánh mắt yến tam hợp rời ra ngoài cửa sổ khoe mắt ướt át nhìn ông ấy như thể không để ý bất cứ chuyện gì nhưng tâm tư đều giấu ở trong những hàng chữ nếu không phải coi ngươi là người thân thì câu nói cuối cùng ông tuyệt đối không nói nên lời nước mắt tạ đạo chi chảy càng thêm dữ dội. 20 năm quan trường, mỗi một bước đều như đi trên mũi đao. Người bên ngoài chỉ nhìn hắn có bay cao hay không, chỉ có người thân mới quan tâm hắn đi có mệt hay không, nguy hiểm hay không. Giống như mỗi lần Tam Nhi rời kinh, hắn đều phải dặn đi dặn lại một câu. Con trai, con mọi việc cẩn thận. Phong thư này gửi đi, trong lòng ông có sự mong đợi, nhưng thứ chờ được lại là tin dữ. Yến Tam Hợp đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra. Ngoài cửa sổ, vẫn là gió buồn mưa đêm. Nàng không tưởng tượng nổi năm đó khi tổ phụ nhìn thấy thi thể lạnh như băng của đứa cháu trai, tâm trạng sẽ như thế nào, hẳn là còn rét lạnh gấp ngàn lần, vạn lần trời tuyết này nhỉ. Chuyện này khiến cho ông hoàn toàn hiểu được, lão thái thái căn bản không nói chân tướng năm cho ngươi, ngươi vẫn hận hắn tận xương tủy. Ta, tạ đạo chi không thể biện bạch, chỉ cắn lưỡi mình đầy máu tươi. Ông ấy phải tuyệt vọng về ta bao nhiêu chứ? Ông ấy không phải tuyệt vọng, tuyệt vọng có thể đè bẹp một người. Ông chỉ hận, hận mình có mắt không chồng, hận mình vì làm áo cưới cho người khác, hận vì một người có thể tuyệt tình tính kế độc ác đến mức làm người ta giận sôi. Nàng dừng lại một lát, xoay người, nhìn tả đạo chi cười tự diễu. Có đôi khi, yêu và hận đều là động lực khiến người ta sống sót. Tả đạo chi vô cùng xấu hổ cúi người xuống, chán dập mạnh trên mặt đất, một cái, lại một cái. Tạ Chi Phi thấy phụ thân đau khổ tới cực điểm, thì cắn răng một cái. Yến Tam hợp, nếu hận, vậy thì liên quan gì đến thư nhà? Ta nói rồi, ngươi không phải ông ấy. Yến Tam hợp lạnh lùng nhìn Tạ Chi Phi, sau đó lại xoay người nhìn về phía bóng đêm ngoài cửa sổ. Tạ Chi Phi nhìn rất rõ. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, thần thái trên mặt giống như một người lính đang nhìn về phía vị tướng quân mà mình sùng kính nhất thời gian là một thứ tốt nó không chỉ công bằng với tất cả mọi người mà còn giết và lấy đi tình yêu hận thù nàng nhẹ nhàng thở dài một bi kịch xảy ra thì là còn có thể đổ cho thiên mệnh nhưng bi kịch liên tục xuất hiện thì sẽ khiến cho người ta không khỏi suy tư rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào nhất là một người thông minh tuyệt đỉnh như ông khi ông suy nghĩ về toàn bộ sự việc càng lâu lại càng hiểu được chính ông ấy mới là người khởi xướng toàn bộ bi kịch này tả đạo chi ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn yến tam hợp. nếu năm đó ông không tiếp nhận các ngươi, nếu năm đó ông không thả các ngươi đi, nếu như năm đó ông không đắc tội môn khách kia, nếu như năm đó ông chịu cúi đầu. yến tam hợp nhỏ giọng. có lẽ hết thầy đều sẽ khác. tả chi phi. yến tam hợp ý ngươi là, có nhân mới có quả. chấm hỏi, giọng yến tam hợp trầm xuống. ông ấy là nhân, những thứ khác đều là quả. tính toán của tả lão thai thái thái ông đã sớm nhìn thấu, cũng ngầm dung túng. Hận ý của tả đạo chi, là ông vì ép hắn thành tài, cố ý tạo ra. Môn khách kia, là ông không nén giận được, không làm như không thấy được. Nếu như thời gian quay lại, nếu như nhân sinh có thể quay lại một lần nữa, chỉ cần ông vẫn có tính cách kia, thì ông vẫn sẽ nói lời tương tự, làm chuyện tương tự, thừa nhận cố đánh nặng nề của vận mệnh. Nó đã được đỉnh sán. Mà tả đạo chi, hắn cố gắng tiến bộ, biết nhẫn nhịn, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, tâm cơ, tính toán mọi thứ không ít, cho nên hắn mới có thể đi tới hôm nay. yến tam hợp xoay người nhìn tả đạo chi lệ rơi đầy mặt. ông ấy đứng về phía lương tâm và nhân tính, chỉ là lương tâm và nhân tính không đứng về phía ông. lời này lại giống như dao găm đâm vào ngực tả đạo chi. hắn đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi muốn tìm một cái hồ nhảy xuống để rửa sạch linh hồn dơ bẩn của mình. Sau khi ông suy nghĩ rõ ràng toàn bộ mọi việc, thì đã buông xuống. Các người hắn sẽ hỏi, vì sao ta chắc chắn như vậy? Yến Tam hợp lặp lại một lần, lần này nàng đang tự hỏi mình. Đúng vậy, tại sao ta lại chắc chắn như vậy chứ? Trường 37, Đốt Hương Bởi vì cậu ông ấy nói với ta vào đêm cuối cùng trước khi chết. Yến Tam Hợp nhẹ giọng nói nếu mọi chuyện đều quá để tâm thì con người không có cách nào đi về phía trước nên buông phải buông nếu không chỉ có mình là khổ ông ơi có phải ông đã sớm dự đoán quan tài của mình sẽ không khép lại không có phải đã sớm đoán được tâm niệm đã thành tâm ma hay không yến tam hợp nhìn tạ đạo chi nhích miệng cười trên đời này có người làm cha nào lại thật sự hận con mình tạ đạo chi ông không hận ngươi nhưng mà yến tam hợp âm thanh bỗng nhiên truyền lạnh Ông hận chính mình. Hai mắt tạ đạo chi mờ to. Phong thư nhà ông mãi mãi không nhận được, chính là trừng phạt của ông đối với mình. Sự trừng phạt này hành hạ ông cả ngày lẫn đêm, ánh sáng thấy, bầu trời thấy, các ngôi sao thấy, chỉ chúng ta là không thấy. Yến Tam Hợp bật cười. Đây mới là tâm ma thực sự của ông. Một chữ cuối cùng rơi xuống, trong thư phòng ngay đến tiếng thở cũng không còn. Không khí chết lặng. Đột nhiên, tạ đạo chi đau đớn ôm ngực, dùng sức ho khan, mỗi một tiếng đều giống như là từ trong lòng nôn ra. Phụ thân, tạ chi phi vội vàng bưng trà tới. Tạ đạo chi khoát tay, ý bảo hắn không cần quan tâm. Sau khi ho khan vài tiếng, hắn há ra, phun ra một ngụm đờm máu hơi đen mới ngừng ho khan. Hắn muốn đứng lên, nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào. Yến Tam Hợp đi tới trước mặt hắn, cúi đầu, mặt mày lần đầu tiên sáng người lên. Tạ Đạo Chi, cuộc đời của tổ phụ ta lên lên xuống xuống, buồn vui ly hợp, giống như một màn kịch lớn. Ông tự tay gõ chiêng, diễn đến cuối vở kịch, tiếp theo đầy làm phiền ngươi vất vả một chút, giúp ông kéo tấm màn lớn cuối cùng này lên đi. Nói xong, nàng lạnh lùng cười. Quy tắc cũ, ta chờ ngươi ở bên ngoài. Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp dừng bước, quay đầu. Ta Tam gia còn có gì phân phó? Tam gia yên lặng nhìn nàng. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, áo ướt dính trên người không thoải mái, nên thay đi. Không cần đâu, cũng có khả năng chuyện lúc này ta nói không hề đúng. Yến Tam hợp cười gằn, Xiêm y này tiện cho ta cút khỏi thành tứ cửa ngay trong đêm. Tả chi phi, lão Tam, tả đạo chi dãy rùa từ trên mặt đất đứng lên, âm thanh yếu ớt. Con cũng ra ngoài đi. Tả chi phi ngạc nhiên hồi lâu, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong đình viện, tiếng mưa gõ trên mái hiên phát ra âm thanh lục bộp. Yến Tam Hợp đưa tay ra đứng bên cạnh vài mưa, nhìn thân cây bên ngoài tường cao. Cây này đứng lẻ loi, lá cây đã sớm rụng sạch, cành cây lại vươn lên, nhìn lại giống như có một sức mạnh nào đó không chịu khuất phục vậy. Lòng Yến Tam Hợp khẽ rung khẽ động, xài bước đi ra khỏi đình viện. Lúc đến gần, nhờ chút ánh đèn lồng ảm đạm để quan sát thì nàng kinh ngạc. Vỏ của cây này rơi rất rất nhiều xuống đất, để lộ ra từng vòng tuổi tác, đó là gốc cây già cỗi trên đỉnh đầu chợt có ô che không cần quay đầu cũng biết là ai ngươi tới đây làm gì ta không thể tới sao trong giọng nói của tả tam ra chứa nụ cười là cười khổ thật ra trong lòng hắn còn có một vấn đề muốn hỏi nàng ngươi không lạnh sao yến tam hợp không nghĩ tới hắn lại hỏi cái này chợt thấy sừng sốt tạ chi phi cũng không hy vọng nàng có thể trả lời dù sao toàn thân cô nương này đều lộ ra một tầng cảm giác thần bí tựa như một câu đố không giải được. Cây này là do chủ nhân trước của ngôi nhà này để lại, người nó ban đầu cũng là một quan lớn, sau đó bị liên lụy đến một vụ án, nam đinh trong nhà bị giết, nữ tử thì vào giáo phường ti. Hắn lại nói tiếp, sau khi chúng ta vào ở, người người đều nói cây này xui xẻo, muốn chặt nó, phụ thân ta không đồng ý, nói vừa khéo có thể nhắc nhở người. Yến Tam Hợp quay đầu nhìn hắn, Tạ chi phi nhướng mày, cười nói, phụ thân ta không phải người xấu lúc trước ông ấy đối xử với ngươi như vậy cũng là vì tạ gia lão tổ tông nhà ta tuy rằng giỏi tính toán nhưng tính người rất tốt Chấm, liên quan gì đến ta tạ chi phi cảm thấy tức muốn nổ phổi được rồi coi như ta nhiều chuyện tam gia tam gia tạ chi phi thấy tạ tổng quản đến sắc mặt đột nhiên trầm xuống có phải bên lão thái thái lão thái thái mở mắt rồi mở mắt ư Tạ Chi Phi chợt căng thẳng. Bùi Thái Y nói, nói là hồi quang phản chiếu, yến tam hợp. Tạ Chi Phi sốt ruột đến độ giọng nói cũng nghẹn lại. Làm sao bây giờ? Yến Tam Hợp chỉ vào cây già trước mặt, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngươi không cảm thấy cây này rất giống yến hành sao? Tạ Chi Phi. Tạ Tổng quản, trải qua mấy lần đổi chủ, 800 năm trước đã chết héo rồi, nhưng vẫn còn sống. Không kiêu ngạo, không siểm nịnh, không tranh không đoạt sống tích cực hướng về phía trước hơn bất cứ ai. Yến Tam nhắm mắt lại rồi mở ra, cúi đầu kêu một tiếng. Vận mệnh là cái gì, cút sang một bên đi. Dứt lời, nàng vung tay áo, đi vào đình viện. Tả Tổng quản thấy đầu óc đều hồ đồ. Tam gia, nàng đang nói cái gì thế? Tả Tam gia. Nàng nói cho ngươi cút sang một bên. Tả Tổng quản. Đời trước ta tạo nghiệp gì mà đời này lại gặp một cô nương như vậy chứ? Đúng rồi Tam gia, lão thái thái bảo ngài qua đó. Tạ Chi Phi không nói gì, giơ tay ấn mệnh Thái Dương. Từ góc độ tả tổng quản, có thể nhìn thấy đôi môi mỏng của hắn không ngừng run rẩy. Tam gia, đi thôi, nếu chậm thêm e là, ngươi bảo lão thái thái chờ ta đi. Tạ Chi Phi buông tay, trong mắt đột nhiên toát ra sát khí. Bà sẽ không đi nhanh như vậy đâu, không nghe thấy Yến Tam Hợp nói sao, vận mệnh là cái gì chứ, cút sang một bên đi. Cửa thư phòng mở ra từ bên trong, tạ đạo chi đi ra, sắc mặt của hắn tựa như gặp quỷ giữa ban ngày, trắng bệch như tờ giấy. Hắn nhìn về phía yến tam hợp. Hương đâu? Yến tam hợp lấy hương trong tay nải ra, đưa tới trên tay hắn. Không ai nhìn thấy ánh mắt tạ chi phi dừng lại trên cây hương, hơi nheo lại. Tay nải đều ướt đấm, nhưng hương này vẫn khô. Đúng là kỳ quái. Tạ đạo chi đi tới trước đài tế tự, hít sâu một hơi lấy trong ngực ra một phong thư màu trắng, đặt ở bên cạnh Lư Hương. Chuyện kỳ lạ hơn đã xảy ra. Một giây trước trời còn mưa to gió lớn, một giây sau đột nhiên gió ngừng mưa nghỉ. Trời đất cực kỳ yên tĩnh, cũng không nghe thấy âm thanh gì. Tả Chi Phi run sợ nhìn Yến Tam Hợp, lại ngoài ý muốn phát hiện thân thể của nàng đang lắc lư, giống như giây tiếp theo sẽ ngã xuống vậy. Yến Tam Hợp, ngươi. Ánh mắt đen kịt nhìn qua, tạ chi phi sợ tới mức nuốt câu định nói xuống. Lúc này, tạ đạo chi ven áo quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu ba cái. Lúc đứng dậy, lưng của hắn lập tức còng xuống, giống như là có trọng lượng ngàn cân đang đè hắn xuống vậy. Mà chính hắn lại hồn nhiên không quan tâm, gương mặt cũng không có chút đau khổ nào. Tim tạ chi phi gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, Yến Tam hợp hét lớn một tiếng. Nhanh đốt hương nghe được tiếng quát, tay cầm hương của tả đạo chi dừng lại, sau đó chậm rãi tiến đến ngọn nến. Tay hắn không ngừng run rẩy Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Thời gian dường như hoàn toàn bị đóng băng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 38, khép quan tài. Dường như đã trôi qua rất, lại tựa như chỉ là một cái chớp mắt, đầu nén hương cuối cùng cũng cháy lên. Trái tim mọi người lo lắng, đã trở về vị trí cũ. Tả đạo chi nhẹ nhàng lắc lư, lửa tắt, một luồng khói nhẹ lượn lờ bay lên. Hắn cắm hương vào lư hương, sau đó cầm lấy phong thư bên cạnh, kề sát vào ngọn nến. Phụ thân, tả chi phi kinh hãi kêu lên. Đang yên đang lành sao lại đốt thư chứ? Lương tả đạo chi lại còng xuống một phần, hắn cũng không liếc mắt nhìn con trai một cái, chờ phong thư kia đốt xong thì quỳ dạp xuống đất, sau đó thân thể chậm rãi cúi xuống đó là tư thế của một kẻ sám hối. Nói gì cũng vô dụng. Hắn không tự biện hộ, không giải thích, không tìm bất kỳ lý do gì, chỉ có sư sám hối sâu sắc. Hương, cháy đi từng chút. Cách 40 năm dài đằng đẵng, cách nhân gian và địa phủ, cách khúc mắc giữa hai nam nhân. Thật lâu sau, tạ đạo chi mới nghẹn ngào mở miệng. Con sai rồi, người có thể tha thứ cho con không? Vù, một cơn gió mạnh thổi vào sân, bụi bẩm phủ đầy đất. Tả Chi Phi nghiêng đầu, vội nhắm mắt lại. Yến Tam hợp lại nhìn chằm chằm hương kia, chỉ thấy hương đốt lên bằng tốc độ không ngờ đến rồi cháy đến cuối. Lúc chút cho hương cuối cùng rơi xuống lư hương, Yến Tam hợp có nghe được một tiếng. Kẹt kẹt, chấm. Đó là tiếng quan tài đóng lại. Hai tháng mệt mỏi căng thẳng thầm thấu đến mỗi một tấc xương cốt huyết mạch, nàng thở ra một hơi thật dài, đồng thời ngã bịch xuống đất. Yến Tam hợp. Tạ Chi Phi sốt ruột kêu lên. Yến Tam hợp thực ra vẫn có chi giác. Nàng có thể cảm giác được mình bị cái tên công tử bột nhà họ tả kia bế ngang lên rồi đi một đường rất xa, sau đó đến một viện nào đó. Người nọ sau khi nàng đặt ở trên giường, nhỏ giọng nói thầm một câu. Không ngực không mông, nhẹ cứ như không, thế này cũng tính là nữ nhân à. Kệ ta, Yến Tam hợp rất muốn nhảy dựng lên tắt hắn hai cái, nhưng nàng biết trạng thái hiện tại của mình chẳng khác gì một cương thi không thể nói chuyện, không thể hoạt động. một lát sau truyền đến tiếng bước chân trong phòng có người đi vào. người nọ đặt ba ngón tay trên cổ tay nàng trầm ngâm thật lâu. yến tam hợp không đợi hắn nói ra trần đoán cuối cùng thì đã thấy bản thân bay tới một ngôi viện khác. sân rất lớn, bốn phía là tường vây cao, hoa hải đường trong bức tường nở rất đẹp. có người hái xuống một đóa cắm lên đầu nàng. Ấy, nhìn đẹp đó. Ngươi lấy đi, cô nương mới cài hoa, ta là tiểu tử, ta không muốn đeo. Làm sao ngươi biết ngươi là tiểu tử? Nương nói, cô nương thích khóc, tiểu tử nghịch ngợm, ta không thích khóc, không phải tiểu tử thì là cái gì? Ngươi mà không thích khóc cơ á? Ha ha ha, ngươi chê cười ta. Nàng tức giận, dậm chân một cái. Ta đi mách phụ thân mẫu thân, nếu ngươi dám nói, sau này có khóc nhè cũng đừng hy vọng ta dỗ ngươi. Hừ, ai thèm ngươi dỗ? Nàng chạy đi, đi tìm phụ thân mẫu thân, nhưng chẳng thể nào chạy khỏi rừng hoa hải đường kia, giống như bị quỷ đập tường vậy. Quay đầu lại, cậu bé kia cũng biến mất. Đột nhiên, ngọn lửa rực rỡ bốc lên, nuốt chừng tất cả mọi thứ trước mắt, trời đất đang nứt ra, một bàn tay ma quỷ vươn ra, liều mạng kéo nàng về phía sau, kéo về phía sau. Yến Tam Hợp dùng sức la lên, nhưng chẳng phát ra được một chữ, chỉ cảm thấy thân thể không ngừng rơi xuống, rơi xuống rơi vào địa ngục không thấy ánh mặt trời. Bùi thúc, nàng ấy thế nào rồi? Bùi thái y trầm ngâm, trầm ngâm, lại trầm ngâm. Bị phong hàn, lại vất vả quá độ, ngủ một giấc dậy rồi uống mấy chén thuốc sẽ không sao. Tả chi phi nhìn người trên giường, trái tim vừa chìm xuống đáy cuối cùng cũng nổi lên, vừa muốn mở miệng thì bỗng nhiên nghe thấy tả tổng quản hét to từ bên ngoài. Bùi thái y, bùi thái y, lão thái thái nói muốn ăn bánh trôi. Lúc này rồi, bà ấy muốn ăn gì thì để bà ấy ăn đi nhưng lão thái thái nói muốn ra vườn hóng gió ôi lão tổ tông của ta bùi thái y nhảy dựng lên nói với tạ chi phi ta phải đi xem đây đừng nói là vườn ngay cả sân ta cũng không được cho bà đi ra hắn vừa đi trong phòng chỉ còn lại một người nằm một người đứng tạ chi phi nhìn người trên giường không nói hai lời đã đi ra gian ngoài cô nam quả nữ ở chung một phòng trung quy vẫn là không thích hợp. Ta tổng quản, tam gia, tìm một người làm việc ổn trọng, thỏa đáng nhất, lại đây hầu hạ yến cô nương. Vâng, khoan, lão gia đâu rồi? Hồi bẩm tam gia, lão gia đang ở trong phòng lão thái thái. Tạ tổng quản nói đến đây, thì chợt xúc động. Tam gia, ngươi xem lão thái thái có phải là? Tạ chi phi nhẹ nhàng gật đầu. A-di-đà Phật, ông trời phù hộ. Tạ tổng quản vội vàng bái lại trời đất. Bái thứ đồ chơi kia làm gì? Tả tam gia nhìn xương phòng phía sau. Nên bái nàng ta kia kìa. Từ N đường. Mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm bùi thái y. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bùi thái y bắt mạch cho lão thái thái, có hơi hoài nghi nhân sinh. Lão tổ tông đừng nhúc nhích, ta trần bệnh cho ngươi. Lão bùi. Vẻ mặt tả đạo nhất căng thẳng. Thế nào? Bùi thái y không để ý tới hắn, lại trần bệnh một hồi lâu mới buông tay ra, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nói đúng là kỳ lạ, mẹ của lão thái thái không khác gì người thường cả. a à, cả phòng kinh ngạc kêu lên. vậy thì tốt quá, lão tổ tông người hù chết chúng ta rồi. ta đã nói lão tổ tông phúc lớn mạng lớn, có thể sống lâu trăm tuổi mà. tạ lão thái thái nóng mắt, ánh mắt nhìn con trai thật sâu. cái nhìn này có may mắn sống sót sau tai nạn cũng có than thở không thể nói thành lời. Cổ họng tạ đạo chi nghẹn ngào. Lão đại, tiến bùi thuốc giúp ta, những người còn lại đều giải tán đi. Mô thị quan tâm nói. Sắc mặt lão ra không tốt lắm, lão thái thái cứ để. Ánh mắt sắc bén của tạ đạo chi nhìn qua, Ngô thị nào dám nói tiếp, ngượng ngùng lui ra ngoài. Nàng vừa lui, tất cả mọi người cũng lui theo, nhưng có một nam tử cầm y trẻ tuổi không nhúc nhích ánh mắt tả đạo chi chậm rái quét qua người hắn sau đó thản nhiên nói không còn sớm nữa lão nhị cũng đi nhị ra tả bất hoặc nhẹ nhàng phụ thân hãy giữ gìn sức khỏe hai ngày nay phụ thân gầy đi rồi ừ tả bất hoặc nhận được một tiếng ừ này thì đóng cửa rời khỏi mới vừa đi tới mái hiên thì đã thấy tả nhi lập tiễn bùi thái y xong đang từ bên ngoài đi vào tả bất hoặc tránh sang một bên chào đại ca ừ tả nhi lập gật đầu đi qua hắn sắc mặt tả bất hoặc không khỏi thay đổi quay đầu nhìn vào trong phòng đã nửa ngày trôi qua nhưng trong phòng không có động tĩnh gì tả bất hoặc suy nghĩ rất lâu rồi cười gần hai tiếng bước ra khỏi sân nhị ra trong góc khuất khuất ánh sáng tâm phúc ô hành đang chờ hắn tả bất hoặc chắp tay đi qua vẻ mặt lạnh lùng đi điều tra tất cả những chuyện xảy ra trong thư phòng của lão gia nhị gia yên tâm, đã điều tra rồi. Ô hành nói rất khẽ. Nghe nói có liên quan đến cô nương này đó bắt cóc đại gia, cô nương đó đã được tam gia đưa đến tính tư cư rồi. Tính tư cư. Sắc mặt tạ nhị gia chợt trắng bệch. Trường 39, Phụ Thân. Từ ân đường. Bên trong trong. Tả đạo chi nói lại tâm ma của Yến Hành cho lão thái thái nghe, lão thái thái nghe xong thì khóc như mưa, rất lâu cũng không nói nên lời. Tả đạo chi ôm ngực trái đang đau âm ỉ mẫu thân, con muốn giữ lại đứa bé kia. mắt lão thái thái sáng lên. chỉ là làm sao để giữ người lại thì còn phải nghĩ cách. dù là cách gì. lão thái thái lau nước mắt nói. chúng ta nợ người ta quá nhiều rồi, mấy đời cũng không trả hết. tổ mẫu, phụ thân. tạ nhi lập thấy sắc mặt hai vị không tốt thì bình tĩnh nói. việc này không sốt ruột được, còn phải bàn bạc kỹ hơn. tâm trạng căng thẳng mấy ngày vừa được phóng thích, tạ đạo chi mệt mỏi nói với nhi tử con ở cùng tổ mẫu, ta về phòng nghỉ ngơi một lát. Để con tiến phụ thân, không cần. Tả đạo chi đầu nặng chân nhẹ trở lại thư phòng, một mình ngồi trống rỗng trong ghế thái sư, nghĩ đến nửa đời sau của Yến Hành, nghĩ đến tâm ma của ông, vừa thương cảm vừa bất đắc dĩ. Cơn buồn ngủ ập tới, đến chút sức đứng dậy bò lên giường cũng chẳng còn, hắn bèn nằm sấp trên bàn ngủ. Kỳ lạ là thân thể lại bay lên. Bay tới một ngôi viện, những gian phòng trong viện đều tối đen, chỉ có xương phòng của hắn là có ánh sáng, còn truyền ra tiếng nói chuyện. Bên ngoài nổi gió rồi, con đi ngủ sớm đi. Nương, người đi ngủ trước đi, con luyện chữ thêm lát nữa đã. Chữ của con, thầy dạy đều khen đẹp rồi, nhưng ông ta không khen. Cả ngày cứ ông ta ông ta, gọi một tiếng phụ thân khó như vậy sao? Nương, được, 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 ta không nói nữa. Thiếu phụ trẻ tuổi đi ra khỏi phòng, dừng chân trong sân thở dài thật dài. Tạ đạo chi lơ lửng giữa không trung, mắt kinh ngạc trợn lớn. Thế mà lại là mẫu thân. Vậy, người trong phòng kia là ta sao? Là Tạ đạo chi lúc 8 tuổi. Tiểu đạo chi xoa cổ tay mỏi như vài cái, tiếp tục cầm bút lên. Cạch, cửa sổ bị gió thổi mở ra, giấy trên bàn bị gió thổi bay. Hắn vội vàng đứng dậy đi đóng cửa sổ, vừa ngước mắt lên đã thấy có người đạp bóng đêm mờ mịt đi tới. Người nọ chậm rãi đến gần, quần áo thanh lịch hai mắt sâu không thấy đáy bàn tay căng thẳng của tiểu đạo chi không biết nên để ở đâu đang viết chữ à Vâng đưa ta xem nào hắn hoảng hốt đi tới trước bàn sách muốn chọn một tờ đẹp nhất cái nào cũng được nam nhân nói tiểu đạo chi không dám chậm trễ tùy tiện rút một tấm đưa qua lại càng không dám ngẩng đầu chỉ liếc mắt xem thử sắc mặt của người nọ người nọ nhướng mày xong rồi tiểu đạo chi thầm nghĩ lại bị mắng rồi ta ta sẽ viết lại hắn cúi đầu xuống viết khá lắm hả viết rất khá hơn nữa mấy nét bút này rất có khí khái niềm vui sướng tột cùng vọt lên từ trong lòng tiểu đạo chi khịt mũi nước mắt rơi xuống khóc gì thế nam nhân hỏi chưa bao giờ người khen ta đây là lần đầu tiên người nọ lấy khăn ra đưa cho hắn để ý như vậy sao ta tiểu đạo chi nhận lấy khăn mặt đỏ lên, cảm giác mình khóc thế này có hơi vô lý. Nhưng mà, cậu thật sự để ý. Cậu cố lấy dũng khi nói. Con cố gắng và chăm chỉ như vậy, chỉ muốn để người nhìn thấy, muốn. Muốn người khen con một câu. Người nọ quát lớn. Nông cạn, nông cạn chỗ nào. Tiểu đạo chi cảm thấy mình quá oan uổng. Người còn giỏi hơn cả thầy giáo, thầy giáo khen không tính, người khen mới tính. Ta khen cũng không tính, còn có người còn giỏi hơn ta còn ai giỏi hơn người nữa, ta không tin. Người nọ nhẹ nhàng lắc đầu. Trời đất rộng lớn như vậy, đứng trong một tấc vuông thì chỉ có thể nhìn thấy chuyện trong một tấc vuông này mà thôi, người phải đi về phía trước. Nghe đến đó, tạ đạo chi lơ lửng giữa không chung lại nhịn không được, la lớn. Vì nguyên nhân này mà người để ta và mẫu thân đi sao? Một câu này vừa hét lên, thì có một sức mạnh thật lớn kéo tả đạo chi đi xuống. Không kịp phát ra bất cứ âm thanh gì, thì hắn đã đi vào trong thân thể của tiểu đạo chi. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình đang lấy tốc độ không thể ngờ được nổi lớn lên, trong nháy mắt đã lớn bằng dáng vẻ lúc 48 tuổi. Xiêm y giặt đến bạc màu đã đổi thành quan bảo uy phong lẫm liệt. Ánh mắt người nọ không có chút thay đổi, chỉ thở dài. Ngươi xem, ngươi bây giờ không phải rất có tiền đồ. Ta, tả đạo chi á khẩu không trả lời được đến gần hơn hắn mới nhìn thấy trên mặt người nọ chất đầy nếp nhăn, giống như vỏ cây già, chỉ có đôi mắt dạng rỡ tỏa sáng, không có chút phần đục, mang theo ngạo khí và khí thế bẩm sinh. Thực ra ta cũng không biết mình sẽ có tâm ma, con người luôn thấy rõ người khác chứ không nhìn rõ chính mình. Người nọ khe khẽ thở dài. Vẫn là ta quá tham lam, không phải là ta và nương không xứng với người, những thứ đó đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng, Tạ Đạo Chi thầm nói, đối với ta rất quan trọng. Người là một người tốt, ta là người khiến gia đình lụn bại. Không phải. Tả Đạo Chi chua xót khổ sở. Người là một người sạch sẽ, thế gian dơ bẩn này không chứa được sự sạch sẽ. Đây không phải lỗi của người mà là lỗi của thế gian này, là lỗi của những người như chúng ta. Ánh mắt người nọ thật lâu mới đặt ở trên mặt hắn. Tả đạo chi lần đầu tiên lớn mật nhìn lại hắn, khóc mắt ướt át. Đừng hận chính mình, sự tồn tại của người khiến cho chúng ta thấy lương tâm của mình bẩn thỉu bao nhiêu, đen tối bao nhiêu, xấu xa bao nhiêu. Người nọ nghe xong thì không vui cũng không buồn, sắc mặt hờ hững, giống như đang nghe một chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Không phải con đang lấy lòng người đâu, con thật lòng nghĩ như vậy. Ta biết. Người nọ quay lưng lại, ánh mắt không biết nhìn về hướng nào. Thế sự như một giấc mộng lớn, cuộc đời được mấy độ thu mát. Người tốt là thứ xưng hô tàn nhẫn nhất trên đời này tả đạo chi chợt xấu hổ đỏ mặt tía tai. Lời nói vừa rồi giống như bộ quan phục trên người hắn, là từ trên cao nhìn xuống, là sự nhẹ nhàng trước nay chưa từng có. Đang không biết làm thế nào cho phải thì người nọ đột nhiên xoay người. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Đêm, cực kỳ tối. Ánh nến nhảy nhót trong gió. Ở thế gian này thì làm kẻ phàm tục vẫn tốt hơn. Tốc độ nói của hắn rất chậm, mang theo một chút bi thương chỉ là kẻ phàm tục cũng có khó khăn của kẻ phàm tục. Người nọ chậm rãi vươn tay đặt trên đầu hắn, xoa nhẹ. "Con à, con cố gắng nhé." Một tiếng con à khiến cho trái tim vốn ấy nấy chật vật của Tả Đạo Chi chợt vỡ vụn, nước mắt như vỡ đê, phun trào chảy ra. "Phụ thân!" Tả Đạo Chi hét to một tiếng, bừng tỉnh từ trong mộng. Trong hai mắt đẫm lệ mông lung, hắn nhìn thấy gương mặt lão tam lại gần. "Phụ thân, người làm sao vậy?" sao người không nói gì thế? Tả đạo chi nhắm mắt lại, hơi ấm trên đỉnh đầu khi được người nọ xoa, men theo bốn kinh tám mạch làm ngực hắn nóng lên. Đây là độ ấm mà hắn trông mong 40 năm. Đây là tình thân mà hắn mong đợi 40 năm. Cuối cùng cũng đã có. Nhưng cũng sẽ không có được nữa. Hai hàng nước mắt của tả đạo chi lại lăn xuống. Tam Nhi à, cha không còn phụ thân nữa rồi. Hôm nay dừng ngang đây hen, em chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ À. chương 40, Đại gia. Yến Tam Hợp mở mắt, nhìn tấm màn trên đỉnh đầu, sửng sốt một lúc lâu. Quay đầu nhìn sang bên cạnh. Bên cạnh là một nha hoàn có gương mặt tròn trịa đang ngồi thiêu thùa may vá. Đây là đâu? Ngươi là ai? Nhà hoàn buông kim chỉ trong tay ra, cười nói. Hồi bẩm cô nương, nô tỳ tên là Thang Viên, nơi này là tĩnh tư cư. Ta ngủ mấy ngày rồi, cô nương ngủ chọn ba ngày rồi ba ngày ư yến tam hợp ngồi bật dậy sốc chăn lên nhìn người mình là ta giúp cô nương thay xiêm y bên trong bên ngoài đều ướt hết cả thang viên nói xong thì đi ra ngoài lúc đi vào trong tay có thêm một chén thuốc cô nương uống thuốc đi yến tam hợp ngẩn người đây là thuốc gì đây là thuốc chữa cảm lạnh bùi thái y kê ạ mang đi đi ta không uống thuốc yến tam hợp sốc chăn lên muốn đứng dậy thang viên vội vàng đặt bát thuốc xuống, đưa tay ra ngăn lại. Tam gia dặn nô tỳ chăm sóc cô nương cho tốt, cô nương đến thuốc cũng không chịu uống, chẳng phải là khiến cho hạ nhân chúng ta khó xử sao. Lời của tên công tử bột đó ngươi cũng nghe hả? Yến Tam hợp. Tạ Chi Phi ở đâu? Bảo hắn tới gặp ta đi. Tam gia cũng sắp từ nha môn về rồi, để nô tỳ cho người đến chỗ nhị môn xem thử. Có thể đi nha môn, hẳn là lão thái thái tạ gia đã không sao rồi nhỉ. Không cần. Yến Tam Hợp quyết đoán bỏ khỏi giường. Tay nải của ta đâu? Ở đây, xiêm y bên trong đều đã giặt sạch, phơi nắng, nô tỳ không dám đụng vào ngân phiếu đâu. Thang viên thắt nút túi quần áo, đưa qua. Cô nương tốt nhất là chờ Tam gia trở về nói một tiếng hắn đi, tuy ai cũng nói Tam gia tốt tính nhưng mà. Ta không cần nói với hắn. Yến Tam Hợp mặc xong xiêm y. Mấy ngày nay làm phiền ngươi chăm sóc vật vả rồi. Cô nương, cô nương thang viên làm sao ngăn được, Yến Tam hợp xài bước đi ra khỏi xương phòng. Giờ mưa bên ngoài đã tạnh, ánh nắng tươi sáng chiếu vào, bây giờ đã là buổi chiều. Nàng lấy tay che ánh nắng, trong lòng suy nghĩ chuyện của tả gia đã kết thúc, bước tiếp theo mình hẳn là. Trong đầu vừa mới suy nghĩ thì đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc đập vào tai. Ôi chao, cô nái nái của ta, ngài đang làm gì thế? Tả tổng quản hét lên chạy về phía Yến Tam hợp quỳ bịch xuống, Hai tay duỗi ra ôm lấy hai chân nàng. Yến Tam hợp, tên mập này điên rồi sao? Tạ mập có thể không điên được sao? Trước khi ra khỏi nhà Tam gia đã để lại lời nhắn, chỉ cần tiểu cô nãi nãi kia đi ra khỏi Tạ gia nửa bước thì Tam gia sẽ đánh gãy chân của hắn. Mà Tam gia thôi thì chưa nói, mấu chốt bên trên còn có một lão gia, trên lão gia còn có một lão thái thái. Nếu lão thái thái biết hắn không giữ tiểu cô nãi nãi này lại, rồi hồi quang phản chiếu, Cô nái nái ơi, tạ tổng quản khổ sở gào thét. Ngài làm chuyện tốt, thương xót ta nửa đời này còn là một tên cậu độc thân chưa cưới thê tử, nếu như ngài đi thì ta cũng chẳng thể sống được mất. Yến tam hợp, người sống hay chết liên quan gì đến ta? Sao ngài lại nói thế? Tạ tổng quản u oán cắn môi. Cái mệnh thấp hèn này của ta không đáng giá tiền, nhưng cô nương rõ ràng không phải là người lòng giả độc ác như thế, cần gì phải khẩu thị tâm phi chứ? Khẩu thị tâm phi cái giam á? Yến Tam hợp chợt không kiên nhẫn. Ngươi buông ra, không buông. Tên mập chết tiệt ôm chân nàng còn dùng sức hơn cả ôm quan tài, còn buông ra một câu độc địa. Ngươi có bản lĩnh thì dẫm lên thi thể của ta mà đi qua. Chấm. Đúng lúc này, chợt nghe có người hô lên, đại gia đã trở lại. Tả Nhi lập đi qua, liếc mắt nhìn tả tổng quản và thang viên. Các người đi xuống trước đi. Vâng. Chờ hai người rời đi, tả Nhi lập nói thẳng vào vấn đề. Yến cô nương, ở lại tà phủ đi. Yến tam hợp không hiểu. Ở lại tà phủ làm gì? Cách xử lý vấn đề của tạ nhi lập là bày ra sự thật, nói đạo lý. Bỏ qua những ân ân oán oán kia đi, chúng ta chỉ nói một sự thật tình cảnh hiện tại của cô nương. Tình cảnh của ta làm sao cơ? Yến ra chỉ còn lại một mình ngươi, người năm nay 17 tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đúng là lúc bàn hôn luận gà, một nữ tử gà tốt, gà xấu, không chỉ nhìn tướng mạo khuôn mặt mà còn phải nhìn môn đăng hộ đối tạ nhi lập rừng một chút cửa tạ ra không cao lắm nhưng tuyệt đối không thấp nếu cô nương ở lại tạ ra thì ta dám cam đoan vị hôn phu tương lai tuyệt đối không phải người tầm thường yến tam hợp cuối cùng cũng hiểu tạ ra đây là cảm thấy mắc nợ nàng nên nghĩ cách bồi thường đây mà các người lo cho ta nhiều thật đấy chỉ hận không thể lo nhiều hơn nữa thôi tạ nhi lập thờ dài thật sâu không giấu cô nương Yến tổ phụ có đến trong mộng của phụ thân ta, gọi người một tiếng. Con, có thể thấy được ông ấy đã buông xuống rồi, sao cô nương không buông bỏ quá khứ đi. Yến tam hợp nghe xong lời này, không khỏi biến sắc. Tổ phụ báo mộng ư. Lão thái thái và phụ thân thương lượng với nhau rồi, nếu ngươi bằng lòng thì có thể nhận làm người thân, là tiểu thư của tạ gia. Nếu ngươi không muốn, thì cứ nói là người nhà bên ngoài của lão thái thái, trong nhà không có ai, nên tìm đến tạ gia ánh mắt tạ nhi lập lộ ra vẻ thương tiếc. Dù ngươi chọn loại nào, thì tạ ra đều là chỗ dựa của ngươi, tương lai nếu ngươi xuất giá, tạ ra sẽ lo của hồi môn của ngươi, tiểu thư nhà họ tạ có gì thì ngươi có thứ đó. Yến Tam Hợp không biết mọi chuyện lại biến thành như vậy, theo thói quen im lặng. Tạ nhi lập không nắm được tâm tư của nàng, suy nghĩ một chút lại mở miệng. Bỏ qua những thứ tục này không nói, nếu như cô nương trở về phủ Vân Nam, thì lão thái thái, lão gia bọn họ chắc chắn sẽ ngày đêm nhớ đến. Lão gia thì không nói, lão thái thái lớn tuổi như vậy, cô nương nhẫn tâm ư. Không nhắc đến việc sợ nàng lẻ loi một mình nghèo túng và gian nan, chỉ nói hai người già không buông xuống được, vừa có thể làm cho người ta cảm động, lại cho nàng đủ thể diện. Yến Tam hợp lại cười gằn. Tài ăn nói này của đại gia tạ phủ, không đi làm trạng sư sao thật đáng tiếc. Sao như kiểu luật sư ở cổ đại ấy ạ? À? quả thực đáng tiếc, tạ nhi lập ôn hòa cười. Nhưng nếu như có thêm một nguội nguội gọi ta một tiếng ca ca thì ta tốn chút miệng lưỡi, hoặc là mặt dày mày dặn cầu xin cô nương, thì cũng chẳng sao cả. Từ ân đường, tạ lão thai thai đứng ngồi không yên xoa xoa lòng bàn tay. Tam nhi, sao bây giờ vẫn chưa có tin tức thế? Nàng ta không phải không đồng ý chứ? Lão tổ tông, tạ tam ra lười biếng bắt chéo chân, ánh mắt nửa híp nửa mở người phải tin tưởng bản lĩnh của đại ca chứ đến ta mà huynh ấy còn có thể ăn thịt huống chi là yến tam hợp giống sao được người coi lại cái nết của mình đi kìa tạ lão thái thái lau nước mắt nhà đầu kia rất giống ông ấy tính tình kiêu ngạo tự phụ y chang là xấu tính thì có tạ chi phi thầm bổ sung một câu lỡ như thật sự không giữ lại được ta sẽ phải đem cái khuôn mặt già nua này ra đánh cược thôi tạ lão thái thái lẩm bẩm Người như bọn họ thật sự rất mềm lòng, cầu xin, dỗ dành có lẽ là được. Người bên ngoài cầu một chút, dỗ một chút thì chắc cũng được, nhưng cái vị này. Hừ, chưa chắc đâu nhá. Tam gia ngồi như không có xương, che miệng ngáp một cái, mấy ngày trước hắn bận rộn chuyện trong phủ, mấy ngày nay lại bận rộn chuyện nha môn, buồn ngủ muốn chết. Đại gia đến rồi. Hai mắt tả lão thái thái sáng ngời. Mau, mau mời vào. Tả nhi lập đi vào. Thế nào rồi? Lão thái thái không đợi hắn ngồi xuống đã hỏi. Tả nhi lập trường mắt nhìn lão tam, thế nhưng hắn chẳng thèm nhích mông, vẫn ngồi cái tư thế bù nhão không chát được tường kia. Yến cô nương đưa ra mấy yêu cầu. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.